chào tất cả quý vị phụ huynh. Rất tiếc trong dịp họp cha mẹ học sinh, hôm nay tôi không thể về trường để chia sẻ cùng quý vị. Vì thế qua clip ngắn này, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị phụ huynh đã tin tưởng gửi con em học high school. Từ khi tiếp nhận trường đến nay, công ty và nhà trường không ngừng nỗ lực đầu tư, củng cố và phát triển để tạo nên một môi trường học tập thân thiện hiện đại hiệu quả. Chúng tôi đã làm được các việc như sau. Một là đã cho em một môi trường học tập nhẹ nhàng, hứng thú, các em ham học hơn. Từ đó mỗi học sinh có thể vượt qua được những trở ngại, hạn chế của bản thân để đạt thành tích tốt hơn mỗi ngày. Các học động ngoại khóa, môn tự chọn phong phú giúp các em sự cân bằng và hài hòa trong sự phát triển những trí thức, nhân cách và kỹ năng sống. Thứ ba là có em giúp các em có một nền tảng kiến thức vững chắc giúp các em vượt qua kỳ thi tốt nghiệp thành công. Và thứ tư, giúp các em tự tin, năng động hơn và sẵn sàng hòa nhập với cái môi trường làm việc một cách thành công. Kính thưa quý vị, trong những cái điều kiện nguồn lực còn hạn hẹp trong thời gian qua, trong quá trình đào tạo giáo dục cho con em quý vị, chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều khuyết điểm. Chúng tôi mong có được sự thông cảm và chia sẻ của quý vị. Chúng tôi nhất định làm tốt hơn trong học kỳ 2 của năm học này và tốt hơn nữa trong những năm học tới. Nhằm xây dựng một hệ thống giáo dục phổ thông chuẩn hội nhập quốc tế, từ năm 2015 đến 2016, hệ thống iSchool sẽ được đầu tư toàn diện từ cơ sở vật chất đến đào tạo đội ngũ, áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến, tăng cường giảng dạy tiếng Anh giao tiếp và thực hành công nghệ thông tin. Mục tiêu cuối cùng là tạo cho các em một môi trường học tập tiên tiến giúp các em có thể tự tin tham gia kỳ thi tốt nghiệp, có thể tự tin vào đại học, cao đẳng, tự tin du học hoặc là hòa nhập trong công việc một cách mạnh mẽ và vượt trội. Tôi từng là một đứa con trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn và giờ là cha của hai đứa nhỏ. Tôi thấu hiểu nỗi trăn trở của quý vị khi phải vừa lo cuộc sống gia đình, vừa phải lo cho con ăn học. Tôi có được ngày hôm nay là do cách đây 20 năm, ba mẹ tôi đã làm tất cả để tôi có thể đi học. Có thể nói sự nghiệp của tôi hôm nay chính là ba mẹ đã trao cho tôi, dù đó không phải là tiền. Tôi tin rằng với tình yêu thương của quý vị dành cho con, 5-10 năm sau, con chúng ta sẽ lớn lên và mãi mãi biết ơn chúng ta về quyết định của chúng ta ngày hôm nay. Chúc mừng quý vị đã chọn iSchool và mong rằng quý vị tiếp tục vì tương lai con em chúng ta mà mạnh mẽ, nỗ lực đi tiếp chặng đường còn lại. Chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ con em quý vị. Nhân dịp năm mới, tôi thay mặt hệ thống iSchool kính chúc quý vị phụ huynh một năm mới tràn đầy sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thịnh vượng. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe.